Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác tham khảo 3 mẫu loa bát 30 súp rời các bác nhé. Ở đây là em về được 3 mẫu, một mẫu màng vàng này, màng đen này và màng trắng các bác nhé. Đầu video em nói luôn, đây là 3 mẫu mới nhất bên cửa hàng nhà em mới về. Nên là mẫu mới nên là nhà em lên sóng luôn cho nó nóng hổi cho các bác, giới thiệu cho các bác. Đấy, ba cái mẫu loa súp này cho các bác chơi lên thùng, chơi súp điện, hoặc các bác nào mà chơi súp hơi công suất nhỏ, công suất vừa thì các bác có thể xài ba cái mẫu này. Ba mẫu này là ba mẫu nhập khẩu nhá. Nhập khẩu China loại 1, hàng Trung Quốc loại 1 xịn các bác nhá. Cái này thì bên cửa hàng em nhập loại cao cấp luôn cho các bác. Rất là chất lượng luôn. Bây giờ em sẽ đi vào em giới thiệu chi tiết từng mẫu cho các bác nha. Vì nó là loa súp ý, nên là em bán cho các bác một cái nhá. Có bán lẻ một cái cho các bác. Đấy, giới thiệu cái mẫu này trước các bác nhá. Ba mẫu này của nó thông số kỹ thuật của nó đều như nhau, nó chỉ khác nhau là màng loa thôi. Ba con này nó đều của nó đều là từ 140 thôi nhá, từ 140 côn 51 đấy là điểm chung, và nó rơi vào tầm khoảng 400 đến 500 W trên một loa, trở kháng 8 ohm. Lưu ý cho em là như vậy. Đây cái vòng nhựa này. Với cái mẫu này thì đây, gân cao su hết các bác nhá, gân cao su. Con này nhờ lòng nhựa màu vàng. Rất là đẹp luôn. Cô 51 các bác nhìn này. Từ 140 các bác nhá. Nói chung là ba mẫu này em đặt xương sắt. Đây. Đều từ 140 cô 51 cả. Con này tê màu đen nhá. Đấy. Với mấy loại màng vàng này. Đấy. Chuyển qua đây màu nó cũng như nhau thôi các bác. Nó như nhau thì con này màng đen này, màng nhựa đen này. Nhưng mà cứ quay, nhưng mà lên sóng video thì cứ quay cho các bác xem chi tiết sản phẩm đi. Bên cửa hàng nhà em hàng như nào nhá. Hàng có như là bên em nói như vậy. Và khi các bác nhận hàng uy tín luôn, hàng sẽ như video em quay nhá. Đây là mẫu màu màng đen này. Con này cũng từ đen luôn. Tê đen nhầm. Tê màu đen. Với những cái dòng này từ rất dày rồi nhá. Từ dày. Đấy, đây là cái bát màng đen. Chuyển qua đây bát màng trắng thì nó lại thiết kế. Nó thiết kế khác đi một tí. Vẫn là gân cao su nhưng con này này. Màng của con này này. Màng màu trắng nhá. Màng xếp ly. Nón trắng luôn. Những cái dòng này này. Súp của nó, những cái dòng dư gân cao su này chuyên súp ạ. Nó đánh ra chuyên tiếng súp. Đấy, đây là con màu trắng. Con màu trắng nhá, để ý cho em con màu trắng của T T mặt T của nó màu trắng nhá. Đấy. Đấy ok chưa các bác? Đấy, quay kỹ cho các bác xem luôn. Ba cái mẫu này thì bên cửa hàng nhà em mới về hàng. Lưu ý cho em này, ví dụ bác nào dùng chơi súp điện thì các bác có thể sử dụng mạch 2 sò, còn bác nào dùng súp hơi thì đánh trực tiếp cho em. Bên cửa hàng nhà em có nhận luôn nhé, có nhận luôn dựng cái mẫu bát này cho các bác. Ví dụ bác nào muốn dựng một cục súp điện 30, dựng súp điện 30 thì nó phải có mạch súp này và thùng loa thì em nhận luôn dựng nhé, em nhận luôn dựng thành phẩm. Các bác có thể điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo cho em để em tư vấn cho các bác. Súp hơi cũng thế, súp hơi bên em có vỏ thùng súp hơi 30 luôn. Nhận dựng thành phẩm súp hơi 30 luôn những cái mẫu này. Đấy, bác làm mua lẻ một cái rời. Ví dụ bác thùng nhà bác nào mà loa súp nó xuống cấp hay hỏng ấy, thì các bác có thể mua lẻ một cái về các bác thay thế. Hoặc bác nào mua anh em thợ nào mua mới về dựng loa thì liên hệ em luôn. Đấy, lên sóng luôn cho các bác, lưu ý cho em. Khi mà các bác chốt mua mẫu nào nhá. Chốt mua mẫu nào thì các bác có thể chụp ảnh màn hình. Ví dụ em chụp ảnh màn hình cái mẫu màng vàng này, hoặc chụp ảnh màn hình cái mẫu màng đen này, màng trắng này, gửi qua Zalo cho em nhé, để mua hàng.
Hẹn gặp lại các bác ở video phần 2 đi. Video phần 2 em sẽ dựng cái mẫu này lên, thì em sẽ cho các bác sẽ lên sóng ở phần 2. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh nhé. Cái này thì em nói luôn, ba cái mẫu này thì báo giá cho các bác luôn nhá. Lẻ một cái em đang bán là 750.000 một cái nhá. Chỉ với 750.000 một cái thôi. Sở hữu ngay bát 50 súp rời China loại 1 xịn. Những dòng này lên cho các bác thì cam kết cho các bác đánh tiếng súp hay luôn. Chắc tiếng luôn. Súp sâu các bác nhá. Ấm và dùng rất là bền luôn. Nói chung nó tóm lại là hàng nhập khẩu thì bao giờ chất lượng nó sẽ hơn rồi. Thôi nhá, em xin dừng video nhá. Mua hàng các bác điện cho em vào số điện thoại 585 và 72. Đây là hai số hotline nha em. Nhắn tin qua Zalo cho em để mua hàng, nhà em gửi hàng toàn quốc. Anh em thợ lấy số lượng 2, 3 đôi, 5 đôi liên hệ em nhá. Giá cứ điện cho em giá bao rẻ luôn. Thôi nhá, video này mà hay các bác nhớ like, vẫn chia sẻ, vẫn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhá.